Hello cả nhà ơi, đang đứng dưới nhà Bùi Tôn đây. Mưa to gió bão quá cả nhà này, mưa mấy ngày nay ngập hết ao chuồng rồi. Đây cá rô còn nhảy hết cả lên đường, ngập hết cả đường này cả nhà. Bùi Tôn vẫn đang ra ngoài kích cả nhà, vẫn đang đi kích cá vớ vẩn tham quan ngoài ao kia để xem cá này, còn bè đấy chăng hết các thứ vào cả nhà. Đấy, mưa to chưa, ngập hết được rồi. Nhưng mà mình không ra quay được, quên mình không mang cái ô thì cầm ra quay chia sẻ cả nhà được cái đường này ngập hết đầu gối. Đấy, ao nọ thông sang ao kia hết rồi, nhà nào nhà đấy phải mua lưới và chăng lên. Đây là cái ao này còn lên cứ mấp mé tới sân rồi này. Đấy, thế là xuống cá nó nhảy lên bờ cả nhà, cá chép nhảy lên bờ, chép hơn 2 cân nhảy lên bờ. Thế này làm cái món cá chép om dưa ngày mưa bão này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không, kiếp người chưa. Đấy, đây, mấy đứa cháu nhà nhá. Nhà nhá. Đấy, còn này mưa gió, mưa có một ngày một đêm nữa là nhà mày ngập đúng tới đời tới sân này luôn. Đấy, chuẩn bị tinh thần mà lại lên làng mà ngước cái thôi, không có là mưa ngập không thể lên được, khiếp quá cả nhà. Cái mà mình mang cái ô đi thì mình ra mình đi quay chia sẻ cả nhà xem, nhưng mà không mang cái ô đi thì không che được máy quay cả nhà, như thế nó ướt thì mình đi chia sẻ đấy nhá. Quay vào để làm món cá chép om dưa ấy cả nhà, khiếp chưa, cá chín chảo luôn, cá bà thêu về lốc rán, bây giờ đổ dưa vào đấy cả nhà, dưa đã rửa qua đây nhá. Đấy, ăn hết thì cho hết mà không có bớt lại thì cho tất cả rồi. Con cá nó to quá cả nhà, chín một cái chảo luôn, cá chép nhá. Đấy là tí nữa cho hành thì là cà chua nữa vào, thế là xong. Thế là làm đơn giản này, mưa gió đấy, chia sẻ cả nhà thế, mưa quá cả nhà, toàn cầu không biết ở đâu nữa không, nhưng mà miền Bắc là mưa ngập lụt hết rồi. Sắp đến sân đến nơi, tối nay bọn Toản phải lên làng mà ở thôi. Còn mưa tối chúng mày không chạy đi đâu, để bố mẹ mày ở đây trông coi thôi. Cá chép om dưa nhé cả nhà nhé, om theo cái cứ làm rất là đơn giản đời thường. To quá con này, to quá cả nhà. Và tí nữa mới cho cà chua cà chiếc vào, hay cho luôn bây giờ được cái nhỉ. Nè, cà chua này cả nhà, hành, quên không có ít rau răm nữa. Ồ, thế nào cũng được rồi, ngày mưa gió có thế nào ta chia sẻ vậy cả nhà. Bé thôi chứ, sống ở cái xó được, cái xó mẻ này, xó này còn là xó áo hết. Đấy, cho thêm ớt nữa mà cả nhà, ớt này rất luôn được cây này. Thế này, cả nhà toàn cá giếc ngon chưa, đây mưa cái này kích đầy, toàn, ui dồi ôi. Giếc này mẹ rán ăn với bố đời này cả nhà này, thấy chưa? Đấy, toàn giếc ngon nha, mưa nó ngập hết cả lên đường này. Mình mớ giếc này mà rán giòn uống rượu hoa nước mắm chua cay cả nhà, em có một mình một đĩa này coi là hết bay tơ luôn. Đấy, đấy cây cả nhà, cái hoa đu đủ được tốt chưa? Đấy, hoa đu đủ được kìa. Đấy, mưa mình không ra được chia sẻ cả nhà, mưa to quá. Cái hôm nay mà mang được cái ô nữa là mình đi theo xem chú Tôn chú xuống kia chú bắt cá nhiều lắm, kích cá toàn rô ta nó nách ở những cái ao nhà nọ sang kia, nó bò qua đường này cứ ngum ngổm ấy. Thích lắm cả nhà. Vừa ấy cả nhà ra đây chia sẻ một tí, bảo thằng cháu nó lấy cái mâm nó đậy hộ. Lấy cái mâm nó che, quên không nghĩ ra mang cái ô thì đúng là thoải mái. Đây là nước ngập chưa, ấy cá nó lên này này, đường đi núi lại ngập tới đầu gối rồi. Đấy, thấy chưa, ngập hết nội đúng tới đầu gối luôn, lên tới nhà bác Phở đi nào. Đây ao à. Đấy, cứ ao nó ra ao kia này, cá nó bỏ này nắm. Đây, đi ra đây mày che đi, còn đấy bác cháu nó lấy cái mâm nó che lên, bác cháu mình ra đây chia sẻ cả nhà. Đây, xuống cái ao dưới nhà Bùi Tôn dưới kìa, ngập từ ra đến dưới ao dưới. Này, chú đang kích nhiều cá lắm này. Đấy, kiếm chưa, ngập tới đầu gối. đi quay phim mà mang mâm cho che này thì mới quay được đấy, chia sẻ chứ. Ngập hết rồi, ngập từ ao này sang nhà ao nhà chú rồi. Vẫn đang mưa tiếp, đêm nay có khả năng hết đêm nay nữa là chỉ cần đêm nay nữa là cái khu dưới này là trắng băng hết, nội nưng người. Đấy, nhìn chưa, à, đường này lên nhà bác Phở nên cũng ngập hết này. Nốt đêm nay nữa là nhà bác Phở mà nhấp nhá vào tận sân.
Thiêng không? Bây giờ mới có điện à? Bây giờ mới có điện. Ừ, bây giờ mới có điện. Thôi lại vào đâu chia sẻ cả nhà thế nhá. Mưa quá. Đấy, quay trích đoạn cho cả nhà xem thế mà phải lấy cái mâm đậy lên hai bác cháu lấy mâm to che nhìn cháu ô. Vừa đi kích về cả nhà lại được ít các quả đang ném ở đây này. Vô che sổ. Vô che sổ lại buông thêm đây. Buông ở đây. Cái này bác Biển phải bảo cái gì nhà Long có cầm mồm lại nó gọi. Thằng em chào cái. Chào cả nhà nhá. Úi giời, một chầu mưa kinh khủng. Đấy, bộ quân phục của chú này. Đấy. Rồi đấy, hôm nay bộ trang bị ngay. Đấy, bộ quân phục này là bọn đi hút bùn mới có cái này đấy. Không phải kéo cá. Không cầm về đâu, lịch nó mưa. Thế bảo thôi để cho cầm cái này. Đấy, ở nhà đi nào. Buôn cá này. Còn cá giết ngon nha này. Ngon chưa? Mà này mới là cá thiên nhiên hoang dã nha cả nhà nhá. Nó toàn ở cái này rán giòn nó ngon nhỉ? Ừ, còn là mương nó lên thôi. Này rán giòn lên chấm với lại tương cũng được. Hoặc là nước mắm pha chua như cay dìm ngập xuống cắn gàm vài cái đá rau thơm nữa giòn tan sướng lắm. Bắt về. Cá này ăn mới là ngon. Khỏe không Long? Thánh nghịch vua đi đòn. Cái món này đã chín rồi cả nhà. Chờ chú Tôn chú tắm rửa thay quần áo là anh em mình lại ngồi khoanh chiến đấu. Ngày mưa bão là cá phải có cá ăn nó mới hợp, nó mới đúng thủ tục. Đấy, cà chua cà chiếc giữ tuyệt hết là hành nó đổ vào rồi. Cá chép hóa rồng đấy nhưng cá chép hóa rồng. Chân không được thì vào. Có vào ruột. Ngon lắm cả nhà, thơm phức đúng là đặc trưng của mùi cá kho dừa, khom dừa. Phải rửa cái dưa đấy cả nhà cho nhạt để uống rượu mà. Lại ngược một rổ nạc này ăn này đấy. Mưa gió thì mua nạc với nộp ăn với nhau rồi. Mưa gió này thì nộp nạc ăn. Đã chiếu ra đấy. Bỏ ra. Đấy, giả chiếu ra. Thằng kia đỏ câu chưa? Ta sẽ bờ ao nó buông đấy cả nhà. Cho một cái túi lưới. Thả nó buông đấy cho thoải mái. Để mà ăn. Ăn thì chán này. Chia sẻ vậy nhá. Ngày mưa bão này ở đâu cũng vậy. Cá tép rất sẫn. Còn chống trả với mẹ thiên nhiên chúng tôi đang bảo. Đấy. Đây là thiên nhiên nó làm chứ không phải mình làm. Nhưng mà miễn sao cứ bảo vệ được cá này. Cứ mua lưới trong vùng canh này nó không ra là được. Đấy, mời cả nhà vào ăn cá om dưa với anh em nhà mình nhá. Cả nhà nhá, đây là xong để mời cả nhà đây. Nào, anh em mình ngày mưa ngày gió này là con cá hơi 2 kg lâu với dưa. Ấy à. Vào ra đây. Nấu theo đúng kiểu truyền thống anh em mình nhá. Dân dã đơn giản. Đấy. Ăn mạnh rồi. Mạnh rồi nha. Đấy ăn kiểu thế thôi cả nhà. Cây nhà ná bờ ao ăn thế này nó mới đã đời. Đấy, trứng đấy. Ui dồi, con này có trứng. Ui, hóa ra con này có trứng nhỉ. Quá tuyệt vời rồi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Đấy, nóng nóng bùm đấy. Thánh nì đòn. Không ăn à? Ê, bố ăn hộ nhá. Không ăn thì bố nó ăn hộ đi. Trứng cá chín chưa? Cái trứng giống trứng cá này nó lâu chín nhất trên đời. Dưa. Đấy, xong còn một rổ xe lạc này nữa. Đấy, cả nhà. Nông thôn nó chỉ thế thôi, những cái nó này mới là chân quý chân thật, không màu mè không hoa gì đó. Người nông thôn nó vậy, ở đâu cũng thế thôi cả nhà, có món nào ăn thế ấy quằm như này. Thấy bố mày ăn bắt trước nó lại bẻ miếng bẻ đâu lại nóng nghĩ hay nồng nghĩ hay. Nằm mưa này tí nữa nong lên với bác thôi nhá. Tối ngập tới đầu giường nhà mày là không chạy được kịp đâu. Đúng là mưa gió không ai xuống đây gọi là hỗ trợ nhà mày chạy lên làng đâu. Đúng như cái nắm cái cá ở đường nhà nuôi thuyền cá rồi. Từ bữa đây. Cứ mưa hết đến ngày nay đêm nay nữa là nó vào đúng tới đầu hè nhà mày. Ngủ thì thấy man mát. Không, trận này nông cũng được, trận này mưa ác hết này mấy ngày rồi. Mưa liên tục luôn, mấy tiếng đồng hồ.
Nếu đúng thực ra nó là mưa từ nửa đêm hôm qua đã nhất. Đến tận bây giờ. Sáng qua nó cũng dã. Nhưng còn mưa mấy ngày hôm trước thì nó cũng bình thường, nó nuốt mưa nó tạnh. Hôm nay nguồn nặng là từ lúc 3, hơn 3 giờ tí. Còn nếu để mà mưa to ấy, là phải cứ đều dặn là phải từ nửa đêm đến bây giờ. Đấy. Đi về nằm tí là gì? Cái gì nhỉ? Bán đồng mới này à, mưa ngập lụt. Từ sáng giờ khi ông gọi hỏi ngập lụt đến đâu rồi? Đây gọi là xó đồng bò, xó xỉnh nha. Đấy. Những cái nơi xó xỉnh này nó mới con người nó mới khỏe khoắn thiên nhiên hoang dã. Ừ, chín ngon. Buộc mạnh lên. Ăn nó mạnh nào, ăn nó như là một thằng đàn ông đang chết đói. Rán này, ăn cái da này giòn ngon. Mời cả nhà. Rồi, mưa bão. Hôm nay đi vào chú Xuân như pịa này, nhưng mà chú Xuân thấy nước to quá. Chú Xuân sợ người chết đuối. Chú Xuân sợ chết đuối nhưng không dám xuống nhá, chú Xuân nhá. Thế kêu okay mà đúng người rừng mà đẩy xuống biển thì chết. Thật. Nó không đúng ngành đúng không? Cứ chờ mãi giờ này cũng thấy đâu mưa nụt này hãi. Sợ phi đi ở đường phi nhầm xuống ao. Ngoài giờ mà đi không để ý đâu. Xuống ao luôn. Đấy bác đi quen như thế rồi, nhưng mà bác khôn bác cứ giữ đường bác phóng thôi. Nhìn ra hai bên là kiểu nó hoảng. Cứ giữ đường, mình cứ hình dung căn giữ đường đi. Đấy, kiểu gì cũng đi được. Thật. À, nó sầu lắm. Thế là cái bố đi xuống đây không quen là cái bố choáng. Nhìn nước chỗ nào, nhìn chỗ nào. Ăn thì đúng là cá này, đúng là ăn dài nhỉ. Thì nó dài rồi. Bây giờ chợ. Vừa hay trước nó ăn trong vòng cháu chỉ đâu 15 phút là cho vào xong rồi nó sẽ ngon. Rồi ra chợ mua thì bảo là quen nhà. Nó mua nó khúc về ăn, đúng là nó ăn cái cá quen khôn mồm, ăn cá chạy, nó nuôi công nghiệp, ăn nó nhéo nhẻo, ăn kiểu cá giống ấy. Nó hôm nó cũng mua về, có khúc về kho dưa, ăn còn thừa, nó có ăn đâu. Ăn cá này lại dài như thế gà. Cá chép om dưa ngày mưa bão. Uống lên ra. May quá cá nó không ra con nào ạ. Đang đói. Tối nay mưa nó bay mình. Đang đói cả nhà. Đêm nay mà mưa hết đến này hết thôi. Thế là cá trắng bằng hết rồi. Tôi biết làm ra được. Cả làng cả nước, cả nhà có nhận đâu. Chứ không phải một mình tôi đâu. Cái này kệ cụ thôi. Cái năm đứng ở ai mà chả bút ruột của đâu con sót. Năm mà cái cá trên đường đứng ở cái cống thì em này, ui dồi ôi, trong vòng 15 phút đứng nhìn nước nổi lên trông thấy sợ. Năm đấy là nước to nhất nhỉ? Năm đấy là hình như năm 96 à? Hay là 2006 nhỉ? 2017 ấy. Hay là 2002. Chứ là không phải đi vào trong rừng chống một chống rồi này. Chỉ bằng nước lúc này. Không, bằng cơ mà ý là cứ tức là nước nó dồn ở đâu ra mà nó lên trông thấy trong vòng 15 phút mà nó ngập, đứng mà còn ngập chân luôn. Năm đấy là cầu quá không cá. Nhưng năm nay mưa cục bộ, mưa luôn 2-3 ngày không. Câu có tỏ cho ngày câu mới tạ. Chúng tôi kích ngày mấy tấn. Chúng ta ăn đi. Cái năm đấy còn có người đi ở đường đấy còn nó cũng bọc cho còn chết. Nước sẵn. Nước nó chảy xiết. Nó ăn cá gì vậy? Ăn luôn ăn thì nó mới có được sớm rồi. Đặt đi. Nó nằm cũng không yên nữa. Đi mai, mình có nói thôi chứ bà không ngủ quên rồi không nghĩ đi ra. Nạ. Nạ nhỉ, đi học ngủ quên rồi. Thế là đi ra chiến trường thì quên mang súng à. Hai thằng ngủ ôm nhau ấm quá. Bóng bóng cá này. Bố rõ ràng vẫn đi nhanh quay ra ngoài. Bóng bóng cá này. Sáng nay lương nó có gì. Đến trường ngập tới cổng thôi. Tôi đã cho biết về cho rồi. Bảo vệ đuổi về. Thật không? À, người ta cũng ở sân trường ấy, nó ngập vào trong nước rồi mà sợ. Tầng 2, tầng 3. Nó
mình dùng là nó như giếng. Biết rồi. Chuyển đấy như cái giếng. Chuyển ba năm rồi. Bây giờ mình đi vào là lấp độ cướp năm người. Nói thế. Ở cái đường ba đa gặp này cái nạn gì vậy? So với cái đường ô tô nó chẳng phải ngập đây là mấy mét như vậy. So đường ô tô nó thì đang nói cái mực nước nó sàn ở đấy. Nói mấy nước cả một cái mặt tiền của tỉnh để bao năm rồi thế làm sao vậy? Lúc nào nó ngập. Mưa mặt nó còn lâu. Mưa bắt đầu ngập. Bây giờ không có. Không biết không cái chuyện không? Nó có quát được không mà? Cứ phải đứng trên đường một cũng độ so sánh nhau mà. Mà đứng ở đây mình cao hơn dưới đấy thì bằng một tầng dưới đấy còn nhưng có phải là nước là nó cứ chớm rồi ở đây ngập ở dưới đấy nó dưới đấy nó quá kém thế thôi bạn, là nó mưa to cục bộ nó ngập có chăng cũng chỉ là ngập nháng rồi cái mẹ tới 10 năm 20 phần cái chân nó vẫn phải thoát đi từ đời xưa đấy anh nhỉ cái trường dạy nghề thế này nông ăn mạnh lên. Hôm đá mai chịu quên. Cái này không được nữa, bằng bằng. Ấm rồi. Uống cho ấm người xong rồi tí nữa lại kích may ra được vài con cá quả to. Ba ba khó kích lắm. Ba ba là phải ngủ buổi đêm để đánh lại nuôi ba ba. Nhưng phải nói ăn cái cá này cũng nước rồi. Nó dai. Tụi con ai ăn nào quan trọng thì con. Nó dài lắm, nó dài nó ngọt. Các bạn nhà nuôi được. Nó hết rồi. Nó dài lắm, cái ăn cơm ngọt. Qua nất luôn sánh bữa tù và ếch. Mình muốn giữ về, mình muốn giữ gì? Cho nên là ngủ sáng này ngủ quên. Cho bánh cho bánh cho bánh được ăn còn cho tiền thì cấm được cái gì luôn. Ôi, nhưng mà mày không có chăng nhỉ? Tối có chăng tâm giờ gì tối nay tối mai giờ gì có chăng? Không có. Nó mưa này thì còn đấy. Hôm nay 14 à? 14 rồi chứ. Bắt thì cái xong tiếp. À, nó nóng này nó là chép nó kiểu hoang dã nó ngon hơn. À bây giờ có bố con nuôi nó có như ngày xưa đâu mà cho ăn nó uống gì đâu. Chả còn là sành đá xịt cắt ít con cỏ kia con nọ việc con kia ăn cá chép thì toàn ăn ốc. Mà con này nó hoang dã này em sợ phải năm rưỡi hai năm. Không biết được không đấy. Chỉ là dài mắt thôi. Bởi vì có cho ăn như ngày xưa đâu. Cá. Bây giờ gọi là các bố thả cá cả nhà mình cứ chia sẻ với trang trại này. Cái cá này làm nó không có lãi nếu mà để mà cứ đổ cắm cò nó cá dĩa đổ nhà vịt đổ rừng vịt giúp đổ móng nhà ấy thế thì nó phải chuyển đổi cơ cấu cá nó vẫn thả xăng là sự để giữ này để đủ tiền nộp sản phẩm thôi nó như vậy không mà con cá này nó chú nó là nó cái này nuôi là bình ổn nhất đấy. Nó kiểu nó không được rầm rộ như trước. Bây giờ là ông đầu buôn ông khôn lắm. Vẫn được. Cho giá bao nhiêu cứ tính nhiều. Còn cá chấm nó to tướng 4 5 cân nó cân ở dây cũng chỉ 45 50 mình sẽ ăn cái con đấy vỡ mồm. Nó bẻ mặt chung. Đấy cả nhà thấy hôm nay lại là mà ngày mưa bão ngập lụt hết rồi. Toàn dân đấy thì hôm nay lại là con cá chú này kích được con cá chép với nấu với dưa chua này. Đấy, ăn kiểu này ngon lắm cả nhà cứ để cả chảo này ăn. Cây nhà nó bữa ăn mua mất tiền mua mỡ dưa rùa. Vẫn mưa lắm. Rồi video mình sẽ chia sẻ đấy nhá. Khung cảnh này mưa gió hôm nay mà mình mới mang cái ô đi chia sẻ cả nhà đi theo chú Tôn chia sẻ. Đẹp mắt lắm, đẹp mắt trên nỗi khổ của người nông dân. Ngập lụt này nông dân chảy hết một mống mắt. Nhưng mà mình cứ chia sẻ nhưng mà không có cái ô này không chia sẻ được đi nó ngập một bụi mấy nó sướng lắm mình nó trung tâm mà không phát thì bên trung tâm trong đâu và video có thời lượng nha xin kết thúc đi chào cả nhà các nhà ngày mưa bão ngập lụt nhá.